Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 9, toàn tỉnh có gần 19.000 người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt tỷ lệ bao phủ 26,54% so với lực lượng lao động hiện nay trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền đạt trên 168 tỷ đồng. Bên cạnh việc tuyên truyền để người sử dụng lao động và người lao động chấp hành việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện đúng quy định việc tiếp nhận và giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. 9 tháng đầu năm nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả số tiền trên 74 tỷ đồng cho người lao động bị thất nghiệp. Từ đầu năm đến nay, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thanh tra và kiểm tra tại 110 đơn vị, phối hợp thanh tra kiểm tra liên ngành tại 24 đơn vị. Qua thanh tra kiểm tra, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã yêu cầu các đơn vị được thanh tra kiểm tra khắc phục một số nội dung như số lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian, nhắc nhở các đơn vị còn nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thực hiện việc đóng ngay nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Truy thu số tiền của gần 90 lượt người hưởng bảo hiểm xã hội ngắn hạn sai quy định với số tiền gần 61 triệu đồng, truy thu chủ sử dụng lao động đóng thiếu và chưa đóng đối với 300 lao động là gần 250 triệu đồng, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị chấp hành đúng quy định của pháp luật khi triển khai thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 1.068.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng trên 44.000 người so với năm 2018, đạt trên 102% kế hoạch giao. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,2% dân số. Để có được kết quả này, một phần là do chính sách viện phí được áp dụng với mức điều chỉnh tăng cao khiến người dân ý thức được tầm quan trọng của thẻ bảo hiểm y tế nên tự nguyện tham gia. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội, trích một phần ngân sách hỗ trợ một số đối tượng mua bảo hiểm y tế. Được biết, từ đầu năm đến nay, Quỹ Bảo hiểm Y tế cũng đã chi gần 633 tỷ đồng cho trên 900.000 lượt người tham gia khám chữa bệnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các đại lý thu của bưu điện được ví như cánh tay nối dài của ngành bảo hiểm xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng và quyền lợi, nhất là khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng hành với ngành bảo hiểm xã hội trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ cuối năm 2018 đến nay, Bưu điện tỉnh Hưng Yên đã triển khai thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua mô hình tổ chức hội nghị tuyên truyền tới các xã, phường, thị trấn. Bưu điện tỉnh xác định đây không chỉ đơn giản là công tác phối hợp giữa hai ngành mà còn là trách nhiệm trong việc cùng với ngành bảo hiểm xã hội hoàn thành mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết 28/NQ-TU về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã đề ra là đến năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 1% số lao động trong độ tuổi. Thông qua các hội nghị, nhiều người dân đã được tư vấn hiểu về chính sách lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Khi mà tuyên truyền, chúng tôi sẽ đi sâu về 4 cái quyền lợi mà người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được những gì để người dân có thể nắm rõ hơn về cái chính sách của Đảng và Nhà nước. Họ được hưởng lương hưu, họ được hưởng thẻ bảo hiểm y tế hưu trí, được cấp miễn phí đến trọn đời khi mà họ có chế độ lương hưu rồi. Đang trong quá trình tham gia và họ có biến cố xảy ra thì sẽ có cái quyền lợi về chế độ tử tuất. Và cuối cùng là vì một lý do nào đấy mình không còn điều kiện khả năng kinh tế để tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được nữa thì người ta có quyền được hưởng cái chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Tôi thấy tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy thì những người mà không đi lao động, nông dân sau này về không có lương hưu thì không có tiền để thu nhập hàng tháng để tiêu thì cũng rất là khó khăn. Thì tôi thấy được bây giờ tham gia cái này thì sau này mình cũng yên tâm cái là hàng tháng mình đã có lương mình sống rồi. Thì là cứ nghĩ thế thì là tôi mua thôi. Từ đầu năm đến nay, Bưu điện tỉnh tổ chức trên 150 hội nghị tuyên truyền trực tiếp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Bưu điện tỉnh đã quán triệt tới mỗi cán bộ nhân viên phải là tuyên truyền viên trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng cường phối hợp chặt chẽ với đơn vị bảo hiểm xã hội ở địa phương trong quá trình triển khai để đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài các cái hội nghị thì chúng tôi cũng đã giao cho các cái bưu điện văn hóa xã trực tiếp đến hộ gia đình, thế rồi những cái người thân quen. Sáng nay đấy chúng tôi cũng đã cho một lực lượng đến chợ, thế là phát tờ rơi, giao chỉ tiêu xuống từng cán bộ nhân viên và từng bưu điện văn hóa xã để làm sao mà tăng cường cái phát triển đối tượng.
9 tháng năm nay, toàn tỉnh đã có gần 7.200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng tới trên 500% so với tháng 12 năm 2018, đạt 153% kế hoạch giao. Trong đó, riêng Bưu điện tỉnh đã phát triển được gần 1.900 người tham gia. Để công tác mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, thì việc đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng, trong đó có kênh Bưu điện là rất quan trọng. Bưu điện tỉnh đặt mục tiêu hết năm 2019 này sẽ phát triển 3.000 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.